Hi, xin chào mọi người. Sáng hôm nay Bằng đang ở thị trấn Oakhurst mọi người. Đây là một cái thị trấn nằm ở phía nam của vườn quốc gia Yosemite. Và hôm nay thì Bằng sẽ đưa mọi người đi khám phá cái vườn quốc gia Yosemite. Đây là một trong những vườn quốc gia nổi tiếng nhất ở Mỹ và cũng là một trong những điểm cần phải đến khi mà chúng ta đặt chân đến California. Và phía xung quanh Bằng đây là cái thị trấn Oakhurst đây. Xung quanh Bằng. Đó. Mọi người thấy không? Hầu như là mình sẽ không thấy cái núi nào hết, là bởi vì mình đang ở độ cao rất là cao rồi, cao hơn so với những ngọn núi còn lại. Và bây giờ thì Bằng đang mua nước ở chợ Von trước khi mình vào trong Yosemite. Bởi vì khi mình vào trong đó thì cái giá nước nó bán rất là mắc á, nên là mình cần phải mua trước khi mình vào trong Yosemite. Bởi vì trong đó họ bán họ tính theo chai. Còn ở đây mình vô chợ mình mua á, mình mua theo một cái package luôn nên là nó sẽ rẻ hơn. Và bây giờ thì mời mọi người lên xe cùng với Bằng, chúng ta sẽ khám phá vườn quốc gia Yosemite nha. Xin chào mọi người, gia đình của Bằng đã tới cái Tunnel View rồi mọi người ơi. À, phía sau lưng Bằng đây nè. Đây. Đây chính là Tunnel View. Hi. Hi. Good morning. Đây chính là Tunnel View đây mọi người. Đó. Quá trời đẹp, đẹp quá đúng không? Yeah. Chỉ có nơi này mình mới có thể nhìn được toàn cảnh của cái thung lũng Yosemite mà thôi. Đây. Con lại gần quá. Ở đây có một cái suối nước nè mọi người. Cái này là cái El Capitan nè. Cái vách đá đứng á. Còn cái xà tuốt đằng kia mà mình nhìn có nửa cái núi á, nó gọi là Half Dome. Đang có rất nhiều người đang ở đây để ngắm cái cảnh của Tunnel View và cái thung lũng của Yosemite. Thường thì vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 mọi người thì cái thác nước ngay chỗ đó đó, nó sẽ được cái ánh nắng mặt trời vào buổi chiều á chiếu vào chỗ đó, vào buổi sáng á nó chiếu vào chỗ đó và nó tạo thành một cái hình cái thác màu đỏ rất là đẹp luôn. Đó. Và vào cái thời gian đó thì có rất là nhiều người họ sẽ đến đây để họ chụp hình với cái thác lửa đó. Bạn sẽ lấy cái bản đồ ra để coi coi cái thác nó tên gì. Cầm giùm ba nè. Brace, cầm giùm ba. Cầm bản đồ cho ba. Yeah. Ok. Rồi, xuống đây. Ngồi xuống. Đây là cái bản đồ của mình nè. Đây là cái bản đồ. Mình đang ở Tunnel View. Tunnel View. Đây, kia. Tunnel View ở đây. Cái thác này đọc là gì ta? Cái thác cái khăn tròn của cô dâu á. Ride of Von hả? Ride of View hả? Cái này cái khăn của cô dâu á. Dạ, đúng rồi, cái khăn cô dâu á. Đây, cái thác này nè mọi người. Đó. Tiếng Việt nó là cái khăn tròn của cô dâu á. Tiếng Anh nó đọc là Bridal View. Yeah. Đây. Đó nè. Đây Tunnel View đây nè. Mình nhìn vô mình thấy cái khác này nè. Ok. Đưa cho ba. Phía bên dưới này là nó còn có một cái dòng sông Merced nữa. Mẹ gấp lại nhìn ba mẹ. Đây, có rất là nhiều người mọi người.
đông lắm. Đứng ở đây mình mới nhìn thấy được cái thác nước nó đang chảy nè. Tí xíu nữa mình sẽ đi bộ vô trong cái thác của dọc Simidi nữa. Cái thác đó nó nước còn nhiều hơn nữa. Ok, mình đi dài nó đi con. Bây giờ thì nhà của mình sẽ chia tay với cái thân review. Bằng sẽ tiếp tục đưa mọi người đi vô trong cái thung lũng Yosemite. Từ đây mình vào trong đó mất cỡ khoảng 30 phút nữa thôi. Và mình sẽ đi theo hướng này nè mọi người. Đó, chạy men theo cái sườn núi này và mình sẽ tới cái thung lũng Yosemite. Và vào trong đó thì sẽ quay cho mọi người coi những cái cảnh ở trong đó nữa nha. Rồi, lên xe. Race, lên xe con. Bye chưa? Bye. Ok, hôm nay tự leo lên xe luôn hả? Rồi cởi cái ba lô cái mặt luôn ra. Sau lưng bằng đây chính là cái vách đá El Capitan mọi người. Đây là cái vách đá nổi tiếng nhất ở Yosemite. Cái vách đá này nó cao 3.000 feet. Đó. Vào năm 1958 là cái năm đầu tiên và cũng là người đầu tiên chinh phục được cái vách đá El Capitan này. Và từ lúc đó thì cái vách đá này trở thành một trong những cái hiện tượng trên toàn thế giới luôn. Rất là nhiều nhà leo núi họ muốn chinh phục bằng được cái vách đá này. Bởi vì cái vách đá này cái độ khó của nó rất là ghê. Bởi vì nó thẳng đứng đó mọi người. Nó không hề có cái chỗ mà để... nghiêng để cho người ta có thể bám vào, mà là một cái vách đá thẳng đứng luôn. Và nó có gió rất là mạnh ở phía trên đó, kèm với nhiệt độ ở đây cũng khá là lạnh. Nên là những cái nhà leo núi khi mà họ chinh phục được cái vách đá El Capitan này đó là họ cảm thấy rất tự hào đó. Bằng chỉ đứng đây thôi là nhìn thấy nổi da gà rồi, chứ đừng có nghĩ tới cái chuyện mà leo lên trên đó, đó. Nhìn kinh khủng ha. Đây đó. Quá đẹp. Bằng đang đứng xa và cách cái vách đá El Capitan này đó ước tính là cũng phải cỡ gần một cây số mọi người, mà mình nhìn thấy trong hình nó to cỡ này rồi đó. Thì mọi người hình dung nếu mà bằng lại sát bên đó thì như thế nào là đứng coi mỗi cổ luôn á. 3.000 feet thì nó cũng phải cao gần cả 1.000 mét á, 1.000 mét. Mà nó đang nằm ở đây là nó đã cao ở so với mực nước biển, ở đây là đã cao hơn so với mực nước biển là gần 6.000 feet rồi. Mà nó cao thêm 3.000 feet nữa, có nghĩa là nó tổng cộng nó cao tính thêm mặt nước biển á, là nó tới 9.000 feet. Quá cao luôn á, cao lắm á mọi người. Đó, thấy không?
vào cái mùa mà tuyết vừa tan á. Hiện tại bây giờ Bằng đi là đã là gần cuối tháng 4 rồi, nên là tuyết cũng đã tan gần hết rồi. Chứ nếu mà vào đúng cái mùa mà tuyết vừa tan á thì nguyên cái khu này là thành sông. Đây là cái con sông Merced nó chảy ngang đây nè. Bây giờ nó chỉ có tí xíu nằm lúc trong kia kìa. Rất là khó thấy, mọi người rất là khó thấy được cái dòng sông Merced nằm lúc trong kia. Chút xíu nữa thì Bằng cũng sẽ đi tới cái dòng sông Merced để quay cho mọi người coi. Và cái dòng sông Merced này là nước nó được tan ra từ trên những cái dãy núi này nè. Đó. Đây. Còn phía sau lưng Bằng, sau lưng Bằng. Đây, mọi người thấy không? Đây néo đây, xíu lại xíu cho mọi người coi. Có một cái thác nước nè mọi người. Đây, cái thác nước này hồi nãy mình đứng ở trên Sun View mình coi á, là ở ngoài kia mình nhìn vô mình thấy một cái thác nước đang chảy á, thì đây là mình đang đứng gần đó nè. Thì cái thác nước này á, nó có tên á, tiếng Anh á, nó đọc là Bridal View, và cái tiếng Việt của nó là có nghĩa là cái khăn trò, cái khăn che mặt của cô dâu á. Bởi vì cái thác nước này á, nó chảy xuống một cái lớp rất là mỏng và trắng rất là đẹp luôn. Thì hồi lần trước á, khi mà Bằng đến Yosemite á, thì Bằng đi thẳng ở trong đó luôn, xuống ngay cái thác nước luôn. Ở dưới đó nó có một cái giống như một cái hồ vậy đó, nó cũng mình có thể xuống đó mình ngâm chân được, cũng rất là đẹp và cũng rất là sảng phái. Nhưng mà lần này Bằng tới á, Bằng cũng tính dẫn gia đình để đi bộ vào trong đó, đi trail vào trong đó. Từ đây vào đó khoảng cỡ chưa tới một mile, nhưng mà hiện tại bây giờ họ đang làm đây. Lúc nãy thì Bằng coi, Bằng mới biết rằng là cái chỗ này nó bị ảnh hưởng hôm trước là do những cái cơn gió vào tháng 1 đó mọi người, nên là nó làm cho cái khu vực này nó bị cây cối nó bị ngã đó, nên là bây giờ họ đang sửa chữa và họ đang bảo trì nó lại, nên là họ muốn cho mình vào, nên là mình chỉ có thể đứng đây để có thể nhìn được cái suối, cái thác nước thôi, kèm với là mình nhìn được cái vách đá El Capitan. Rồi sau đó thì mình sẽ tiếp tục đi thẳng hướng này, mình đi vào sâu phía bên trong của cái thung lũng Yosemite nha mọi người. Ray, con làm gì đó? Ray ơi. Ray, lại ba nói nghe nè. Ray, con nhìn đây nè. Ray ơi, con nhìn đây nè. Ôi con nhìn cái dãy núi kìa, con nhìn cái núi cao kìa. Thấy cái núi cao không? Bên đây. Núi nè. Nhìn đâu vậy? Hướng này. Nè, nhìn thẳng lên. Đó. Cao. Đó, đúng rồi đó. Cao không? Ready? 1, 2, 3, let's go. Xin chào mọi người, phía sau lưng Bằng đây chính là cái thác nước Yosemite, một trong những cái thác nước nổi tiếng bậc nhất tại Mỹ cũng như là ở California. Bây giờ thì Bằng đang đứng ở phía bên tay phải của cái thác nước, có nghĩa là cái thác nước này nó có hai cái đường vào. Một á, là cái đường ở dưới chân thác, và hai á, là cái đường phía bên tay phải, có nghĩa là cách cái thác này cỡ khoảng một cây số nữa. Thì mình đứng ở đây á, thì mình mới nhìn được toàn cảnh của cái thác nước này mọi người. Còn nếu mình qua bên kia mình chỉ nhìn được cái phần phía bên dưới của cái thác thôi, chứ không thể nhìn được lên trên, tại vì cái thác nước này nó quá cao á. Nên là bây giờ gia đình của Bằng đang đi bộ một cái trail nhỏ ở trên cái sàn gỗ. Cái này được gọi là middle trail. Cái trail này á, nó có cái cây cỏ nè mọi người thấy không? Nó mọc quanh năm bốn mùa luôn. Hiện tại bây giờ á, là chuẩn bị kết thúc cái mùa xuân và nó vào mùa hè, nên là cây cỏ nó bắt đầu cháy dần dần rồi. Thì khi tới mùa thu á, thì ở chỗ này nó toàn là cái dương sỉ thôi. Và khi mà tới mùa đông thì chỗ này nó sẽ trụi hết luôn. Và tới mùa xuân thì nó lại bắt đầu nó mọc ra những cây cỏ màu xanh xanh thế này nữa. Đó. Và vô mùa hè thì nó lại tàn. Nó rất là hay. Cái chỗ này mình tới 4 mùa chụp 4 bức hình nó đều khác nhau hết luôn. Nha. Đây. Yosemite Falls. Tuyệt vời. Đứng ở đây là mình đã nghe được cái tiếng nước nó chảy đùng rồi đó. Chút xíu nữa thì Bằng sẽ đi bộ sâu vô trong phía cái thác nước đó để quay cho mọi người coi. Còn bây giờ thì mình sẽ đi một cái trail nhỏ cặp bên cái dòng sông Merced và nhìn được cái thác nước Yosemite nha mọi người. Ok. No, Grace. Đi con. Đi con. Cho mẹ này.
Ray đang lái xe đạp. Ray. Ray. Đang sửa xe. Đây là cái dòng sông Merced đây mọi người. Nước ở đây là tan ra từ băng á, từ tuyết á, cực kỳ lạnh luôn và nó trong vắt à. Đây nó có một cái đường để xuống à, Bằng nghĩ là phía bên kia à, hồi trước thì Bằng đi hướng bên kia, Bằng xuống tới cái suối luôn, nước rất là lạnh luôn á. Ok, thôi mình đi hướng này đi cho nó sạch nè. Bên đây con. Ok, hướng bên đây thì nó đường đất, bé Ray nó không có đi xe đạp được, bên đây nó cấm đi xe đạp nè, nhưng mà bên đây thì mình đi được. Ok, bây giờ mình sẽ đi hướng này. Nhanh lên con, đi nè. Oh, họ nói mình là hãy cho cây cỏ một cơ hội để sống, đừng có đạp nó. Đó, mọi người thấy không? Dù là bất cứ cỏ gì không cần biết, nên là mình hãy cho nó một cơ hội để sống. Rồi, đi. Lần trước thì Bằng ghé cái giọt xuyên đi á, là vào mùa thu. Và lúc đó thì mình đi trên cái này á, rất là đẹp luôn mọi người, tuyệt vời lắm. Gì vậy? Không biết luôn, không biết của con gì luôn. Một bãi mịn. Có một bãi mịn đây mà không biết của con gì. Đi con. Lái xe kiểu gì kỳ vậy? Con lái xe con làm cái gì ân? Ai đi nhanh hơn mày, đi nhanh hơn con này, ai đi nhanh hơn. 1 2 3 đua nè. Ok, ready, 1 2 3 go. Cái đồng cỏ chỗ này mọi người từng là một cái thị trấn cổ mà bây giờ thì nó đã bị sập hoàn toàn rồi, nó bị hóa hủy hoàn toàn rồi, nhưng mà ở trong đó vẫn còn một cái ngôi nhà còn sót lại của cái thị trấn cổ ngày xưa đó. Và ngày xưa ở đây có một cái trạm xe ngựa nữa, dùng để vận chuyển gỗ á, và vận chuyển người từ ở trong cái rừng này về phía dưới của ven biển á. Nguyên một cái đồng cỏ đó rộng lớn luôn. Hồi trước đây là một cái thị trấn cổ mọi người. Còn bên đây có một cái nhà thờ nhỏ dùng để làm các lễ cưới mọi người. Nếu mà mình muốn làm đám cưới ở trong giọt CBD á thì mình đăng ký trong đây, và sau đó thì mình sẽ làm đám cưới trong cái nhà thờ nhỏ này ở phía sau lưng cái mấy cây thông nè. Bây giờ Bằng đang đi lại để quay cho mọi người coi á. Đó, mọi người thấy cái nhà thờ không? Đây. Cái nhà thờ nhỏ này. Nhà thờ này dùng để làm lễ cưới à, thường có nhiều cặp vợ chồng á, họ muốn tổ chức một đám cưới ở trong giọt CBD thì họ đến đây đăng ký để làm lễ cưới ở đây. Ở đây là cái giọt CBD Fall đó, từ nó chảy xuống và bắt đầu nó xuống tới cái phần dưới này.
mình hết thấy được cái phần ở dưới này rồi, nhưng mà tí xíu nữa mình sẽ đi bộ sâu vô trong đó và mình sẽ thấy được cái thác nước ở đó. Hai mẹ con bé Ray đang chụp hình ở đằng trước kìa. À, mọi người thấy không? Bé Ray đang đứng tạo dáng bên chiếc xe đạp thân yêu của nó. Bây giờ bằng đi bộ lại để đón hai mẹ con nó lên xe. Ray ơi, ở đây nhiều giao thông nè con. Phát hiện ra dòng nước rồi đó. Phát hiện ra cái thác nước hả? Thác nước rồi đó, trên bên đứng này đậu xe lại đứng ngắm cảnh. Ok, rồi vậy Ân đứng đó ba chụp cho tấm hình nè. Ân ơi. Bridge, con thấy cái thác nước không? Sửa lại cho thẳng kìa. Ray sửa cái bảng báo lại, cái bảng báo bị rớt nhanh sửa lại kìa. Cô chú thấy sửa lại kìa. Ok, vỗ tay. Thank you. Bây giờ thì gia đình của Bằng sẽ đi mua đồ ăn trưa, rồi sau đó sẽ ra ngoài cái dòng sông Merced ở trong cái Yosemite, ngồi ăn ở ngoài đó, đưa bàn ghế ra và ngồi ngắm cảnh và thưởng thức buổi ăn trưa ở trong Yosemite. Ở trong đây thì mọi người không cần lo lắng là bởi vì ở trong đây có nhà hàng bán đồ ăn theo cái kiểu giống như Panda Express đó mọi người, và nó có đồ Mỹ, có đồ Á nữa, nên là mình thoải mái. Và trong đây có Starbucks luôn, ngay phía sau lưng Bằng này, đây là cái nhà hàng bán đồ ăn. Ở bên đây là cái lodge để mình có thể ở lại đêm ở trong Yosemite. Đó, bây giờ thì gia đình của Bằng đang đi vô trong đó để mua đồ ăn. Họ nói là họ có cho mình ngồi outdoor sitting, nhưng mà tụi mình không có muốn ngồi ở đây, nên mình sẽ mua rồi sau đó mang ra ngoài dòng sông Merced để ngồi ăn cho nó thoải mái, và không có muốn tiếp xúc gần với mọi người cho lắm bởi vì đang trong tình hình dịch bệnh. Ok, đi cửa này em, cái này là cửa sau của nó đó. Restroom hả? Ok, restroom đi đây. Rồi, bây giờ đợi cho mẹ con bé Ray đi restroom, Bằng sẽ quay cho mọi người coi một vòng ở chỗ này nha. Đây là cái lodge mà buổi tối mình có thể ngủ lại đó. Đây là cái chỗ để mình check in, nếu mà mình book phòng ở trong đây. Phòng ở trong đây không hề rẻ nha mọi người, một đêm tới 300-400 đô lận. Và nó cái giá nó sẽ tăng theo cái mùa. Thường là vào mùa hè là sẽ mắc nhất, và mùa đông á, mùa holiday sẽ mắc lắm, và mùa hè cũng sẽ rất là mắc. Bắt đầu từ tháng này là trở đi là cái mấy cái hotel ở trong Yosemite đã mắc rồi đó. Đây, nếu mà mình book phòng trong đây thì mình ở trong đây, mình được chạy xe vô tới chỗ này, mình đậu ở đây, mình ở đây luôn. Đây là cái chỗ để mình check in nè, lobby của nó đó. Bên đây là những cái nhà hàng bán đồ ăn nguyên một dãy này luôn đó. Muốn ăn món nào cũng có, từ đồ Mỹ, đồ Á gì cũng có hết. Cái khách sạn này nó không ở giống cái kiểu như khách sạn với mình, nó giống như những cái cabin vậy đó, những cái cabin nó nằm ở ngoài mấy cái rừng á. Đây, quay xa xa kia có một cái mọi người đó, mấy cái cabin rời vậy đó. Một cái vậy nó có 4 phòng, à, mình book một trong 4 phòng đó mình ở thôi. Ở đây thì có một cái trạm xe bus nữa, và mình có thể đón xe bus nếu mà mình muốn, thì mình đặt cái tour với cái khách sạn á. Họ có một cái tour họ chở mình đi một vòng để mình tham quan cái Yosemite trên xe bus. Đó, quá đẹp. Đây, còn đây là cái dãy này là nhà hàng, nên là vô trong đây thì không có sợ bị đói, yên tâm. Bây giờ thì Bằng sẽ đi vô nhà hàng và quay cho mọi người coi nha, phía bên trong của nhà hàng, coi có bán cái gì. Đây là phía bên trong của nhà hàng đó mọi người. Bây giờ Bằng sẽ vô để quay cho mọi người coi trong đây họ bán những cái món ăn gì nha. Ok, mình phải get like đây nha. Để em coi bên kia bán pizza. Ở đây có pizza nè. Cái này là đồ theo kiểu đồ Mỹ. Bên đây là đồ theo kiểu đồ Á.
Thế ba giữ đó Ray cho. Anh giữ đó Ray hả? Cái này có, cái này hay bán theo đồ theo kiểu châu Á đó. Còn đằng kia là đồ theo kiểu Mỹ nha. Cuối cùng là pizza. Phía bên kia là cái cửa hàng Starbucks đó mọi người. Starbucks. Entry two side. Có cá nè, cá sốt cam. Cái đó là cái gì? Yeah. How can I order? The entry with two sides. For here to go? It's to go. I need to get the side first, right? Can I get the fried rice? Okay. Anh đó hả ba ha? Fried rice. Anh gì mà ta? Cái thịt bò đúng đó hả? Hả? The sirloin beef. Entree, two sides? Yes. $27.22. Okay. Oh, bà không có hiểu là mình mua ở trong đây là họ tính tiền chung chỗ nào cũng được. Mình cứ mua xong rồi mình cầm đi thôi. Rồi tới chỗ nào mình tính cũng được hết. Yeah. Thank you. Okay. Em cầm hộp cơm. Cầm này, em cầm hộp cơm. Đây. Go. Okay. Thank you. Đây, cái pizza có chút xíu à. 8 đồng. Nhỏ xíu, nhỏ xíu. Bây giờ thì mình sẽ đi ra xe và đi qua bên cái sông Merced để mình ăn trưa ở bên đó. Bây giờ là gia đình của Bằng đang ngồi cạnh bên dòng sông Merced đây và ngồi thưởng thức buổi trưa ở đây đó, quá đã. Bé Ray nó đang ăn pizza này cô chú ơi. À, không khí rất là mát mọi người. Ngồi ở dưới một cái tán cây thông cạnh bên dòng sông Merced, phía bên đây là cái thác nước giọt Yosemite Falls, quá đẹp, khung cảnh quá tuyệt vời. Đây là cái đồ ăn mà mình mua ở trong cái nhà hàng lúc nãy nè. Cái này là thịt bò, cái này rau củ với một chút cơm và một cái pizza. Đây là một cái pizza mọi người. Cái pizza pepperoni. Đó. 8 đồng cái pizza vậy đó. Quá đơn giản luôn á. Sao vậy con? Rồi. Còn cái này là cái cơm thịt bò với rau. Quá ngon ha. Đây, quan trọng là cái view cực kỳ đẹp. Và không khí ở đây thì thật sự là rất là trong lành. Đã quá. Ngồi lên. Dạ. Yeah. Ok. Bây giờ thì mời mọi người ăn buổi trưa cùng với gia đình của Bằng ở giữa cái rừng cây của Yosemite. Đây là thịt đá nè. Muốn uống gì? Uống soda ha. Soda không đường. Soda không đường. Cơm nó giống như cơm lẩu nhất. Ngồi khác rồi. Đợi mẹ con bé Ray đi restroom, Bằng sẽ lấy chiếc xe đạp của bé Ray, Bằng chạy một vòng ở đây. Khó chạy thiệt. Dậy chân lên.
Hai mọi người, bây giờ là gia đình của Bằng đang đi bộ vô trong cái thác nước giọt CBD. Đây mọi người, phía bên đây nè, đây là cái đường dẫn vô trong cái thác nước giọt CBD. À, từ đây vô đó chắc cả khoảng 1-2 mai gì đó. Bây giờ Bằng mới bắt đầu đi vô. Hiện tại bây giờ là 1 giờ trưa rồi, nhưng mà đi trong đây thì rất là mát bởi vì nó có cây thông á, nó che hết rồi. Ok, bây giờ thì sẽ đưa mọi người vô trong đó để ngắm cái thác giọt CBD gần hơn nha mọi người. Yeah. Đây. Sau lưng vào đây. Giọt CBD 4. Ok. Mình đi hướng này thẳng một mạch luôn là vô tới cái thác nước luôn. Còn bé Ray thì nó không có đi bộ, nó sẽ đi xe đạp. Go go. Wow, con thấy chưa? Nhìn lên đẹp lắm. Con thấy cái thác nước chưa? Lớp. Đây mọi người, thác nước nè. Đó, nước chảy quá trời mạnh luôn. Sau một đoạn đường băng qua rừng, lội qua suối, cuối cùng thì cũng đã tới được cái thác rồi. Mọi người nghe tiếng gì không? Bum 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 bum. Yeah. Đây. Yeah. Quá đẹp. Wow. Y như có mưa ở đây vậy đó. Gió rất là mạnh luôn mọi người. Vậy như đây đang có mưa rồi đó. Ở đây thì mình chỉ thấy được có phần bên dưới của cái thác thôi, đây là cái phần lộ của thác thôi. Wow. Nước chảy rất là mạnh đó mọi người. Có gió thì nó đẩy thôi. À, đứng ở đây mà như đang tắm mưa rồi đó. Nước của cái thác nó đổ xuống đây nè. Rồi nó chạy ra ngoài sông Mơ Xét luôn. Yes, big sister, come in. They're adorable. Thank you.
see you again. Bây giờ thì gia đình của Bằng đang đi bộ ra xe và chia tay với cái thác nước của Yosemite. Và đây là cái điểm cuối cùng mà Bằng tham quan trong cái chuyến đi tham quan vườn quốc gia Yosemite. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái video này. Và nếu như mà mình thấy hay thì hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu đây là lần đầu tiên xem kênh YouTube của Bằng thì hãy nhớ bấm đăng ký nha. Và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.